Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh video tiếp theo của mình nhé. Thì là anh em biết được cái tựa game Võ Lâm Thiên Tiệp Mobile, thì là bên nhà phát hành của game này thì đã cho anh em một cái phiên bản test khá là lâu rồi đúng không anh em? Thì là cái game này là test rất là lâu rồi và cũng hứa hẹn rất là nhiều lần để cái thời gian ô bình beta rồi. Nhưng mà hôm nay là mình đã nhận được một cái tin sắp của game Võ Lâm Thiên Tiệp Mobile. Thì là họ đã ấn định ngày ô bình beta chính thức, đó là ngày 24 tháng 10 năm 2020. Thế nào hôm nay là ngày mùng 8 hay là hôm nay ngày mùng 9 tháng 10 rồi. Thì tức là chỉ còn 15 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bắt đầu có một tựa game thứ hai, đó là game Thiên Tiệp Mobile, Võ Lâm Thiên Tiệp Mobile. Họ sẽ ô bình vào lúc 19 giờ tối ngày 24 tháng 10 anh em nhé. Thì không biết là cái tin này có phải là cái tin cuối cùng của bên game Võ Lâm Thiên Tuyệt hay không, hay họ chỉ đăng lên là để câu like hay là câu view. Nhưng mình đoán chắc họ sẽ ô bình trong tháng này. Thì hiện tại là cái phiên bản test thì họ đã đóng và họ đang sửa lỗi để chuẩn bị cho cái phiên bản ô bình sắp tới, thì là fix lại một số về cái tình trạng lag disk hay là ngốn CPU và RAM hay tình trạng nóng máy. Thì là họ sẽ tung ra một cái phiên bản gần ô bình thì họ sẽ bắt anh em tải. Thì là cái link trang chủ mình sẽ để dưới phần mô tả, anh em có thể là tải trực tiếp về trên Android, còn iOS thì anh em có thể là tải qua Test Lite để anh em có thể là trải nghiệm. Đây nó cũng giống như game của ZX thôi, cũng gồm 10 phái anh em. Về còn cái tính năng thì nó sẽ nhiều tính năng hơn bên ZX, nó rất là nhiều tính năng hoạt động, nên là cái thể loại game này thì anh em không cần phải đi trên nhiều lắm. Nếu mà anh em rảnh thì anh em có thể đi trên để kiếm đồ thôi. Và cái game này thì càng lên cấp cao thì nó rất là nhiều cái kỹ năng, có cả kỹ năng 120 anh em có thể là đi tự ghép được. Và khi lên cấp 90 thì anh em sẽ đi làm, nó sẽ tặng cho anh em, nó không có nhiệm vụ nhưng mà nó sẽ tặng cho anh em, đó là một cái kỹ năng theo đúng một hệ thôi chứ không phải là hai hệ. Ví dụ như là anh em chơi thiếu lâm thì anh em có thể là chọn thiếu lâm đao, là như kiểu như vậy, chứ không phải đi làm tất cả nhiệm vụ 90 để anh em nhận được tất cả ba cái kỹ năng của thiếu lâm đâu. Đấy. Và đây cái game này thì nó có cả hệ thống nhiệm vụ long ngũ để kiếm cái đồ kim phong và ép cấp lên rất là nhanh anh em ạ. Nếu mà có cái nhiệm vụ long ngũ thì anh em cày cấp lên cấp 80 rất là nhanh. Đấy. Thì không biết là cái còn là anh em, nhiều anh em thắc mắc là game này có phải là bản quyền hay không, thì hiện tại là mình chưa thấy thông tin gì về cái giấy phép hoạt động của cái game này cả. Nếu mà phát hành thì nếu mà từ giờ đến ngày 24 tháng 10 nếu mà không có thông tin gì về cái pháp lý hay là giấy phép G1 hay các kiểu gì thì là game vẫn theo phát triển theo cái thể loại ô bình theo phiên bản lậu anh em nhé. Ok. Hôm nay mình đã làm cái video để review cho anh em, đó là cái game Võ Lâm Thiên Tiệp Mobile. Họ đã ra cái thông tin đó là cái thời gian đó là 19 giờ ngày 24 tháng 10 là sẽ bắt đầu ô bình beta chính thức anh em nhé. Ok, mình xin phép là dừng video ở đây. Anh em nếu yêu quý mình nhớ nút like và đăng ký kênh để theo dõi nhiều tin tức về cái thể loại game mobile, đặc biệt là game Võ Lâm Truyện Kỳ anh em nhé. Ok, mình xin phép là dừng video ở đây.